Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Chi tiết tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nữ mạng. Nữ mạng Giáp Thìn, cung tốn, mạng phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ. Xương con rồng, tướng tinh con rắn, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng Giáp Thìn. Nữ mạng Giáp Thìn có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý. Công danh tiền bạc sáng lạn, rộng mở ở tiền vận và trung vận. Đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Theo tử vi tuổi Thìn, những người này có số hưởng thọ từ 78 đến 91 tuổi. Những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ để vui vầy cùng con cháu. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của nữ mạng Giáp Thìn được phân ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch thì có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm thấy được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 2, 4, 7 và 9 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được với hạnh phúc trọn vẹn. May mắn nhất là những người sinh vào tháng 1, 5 và 11 âm lịch, họ không phải trải qua sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình, gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo của những người nữ mạng Giáp Thìn được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn. Ở tiền vận có nhiều cơ hội thuận lợi cho công danh phát triển, sang đến trung vận sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Sự nghiệp được tạo dựng dễ dàng và bền vững khi 40 tuổi, tài lộc ở mức khá, trung vận đầy đủ, hậu vận được thảnh thơi. Tuổi hợp làm ăn. Giáp Thìn nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn. Đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Lựa chọn vợ, chồng. Lựa chọn thích hợp nhất cho nữ mạng Giáp Thìn kết duyên là các tuổi hợp cả về tình duyên và tài lộc, đó là Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý và Nhâm Dần. Kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn, tình cảm vợ chồng hạnh phúc và đường tiền tài công danh sáng lạn, rộng mở. Nếu Giáp Thìn nữ mạng kết duyên với các nam mạng tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất thì chỉ có vợ chồng mặn nồng, thắm thiết, còn công danh tiền bạc sẽ gặp nhiều trắc trở, khó chạm được tới vinh hoa, phú quý. Vì hai tuổi này chỉ hợp với nữ mạng Giáp Thìn về đường tình duyên nhưng không hợp về đường tài lộc. Cuộc sống sẽ túng thiếu và nhiều mâu thuẫn khi Giáp Thìn nữ mạng kết hôn với các tuổi không hợp về tình duyên và tài lộc, đó là Quý Sửu và Tân Sửu. Hai người cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong xây dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vào các năm xung khắc trong đường tình duyên, đó là 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi, bạn nên tránh kết hôn thì vợ chồng sẽ không bị chia lìa, xa cách. Nếu Giáp Thìn nữ mạng sinh vào các tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong chuyện nên duyên chồng vợ. Tuổi Đại Kỷ. Nữ mạng Giáp Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, thua lỗ, thất bại, phá sản hay tình duyên giang dở không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỷ, mọi việc phải hết sức thận trọng và đơn giản. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm phải tuổi Đại Kỷ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì hai người không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ và tránh được tai ương. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Thời điểm hoàng đạo cho Giáp Thìn nữ mạng xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành vào giờ này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn biến tử vi từng năm. Xem tử vi chọn đời từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi.
Đây là các năm có nhiều biến động trong cuộc đời bạn, bạn nên cẩn trọng về mặt tình cảm và cuộc sống. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này rất thích hợp cho việc nên duyên chồng vợ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chuyện công việc cũng rất thuận lợi và thu được nhiều thành quả, cuộc sống thêm phần no đủ. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, chuyện công việc có nhiều triển vọng, tạo tiền đề xây dựng sự nghiệp vào những năm này. Gia đạo êm ấm, thuận hòa, có lộc về đường tài vận nên tận dụng cơ hội sẽ thu được nhiều kết quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, nữ mạng giáp thìn có hạn trong việc xuất hành đi xa vào những năm này, những chuyện khác thì đều thuận lợi. Nếu hợp tác kinh doanh hay thực hiện những dự định lớn sẽ gặt hái được nhiều thành công, giao thương tài chính với những người hợp tuổi sẽ đem lại nhiều tài lộc cho bạn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, giáp thìn nữ mạng có vận hạn vào những năm này, gia đình gặp tai họa, tiền tài dứt áo ra đi, công việc không được suôn sẻ, thuận lợi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi chuyện tiến triển tốt hơn vào giai đoạn này, nhưng bạn vẫn phải đề phòng chuyện tiền tài. Cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con cái, cộng tác với những người hợp tuổi sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài vận vào những năm này có phần đi xuống, nên dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và con cái. Tình cảm giữa mọi người sẽ càng thêm gắn bó và khăng khít hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, sức khỏe suy giảm vào khoảng thời gian này, nhất là mùa đông, nên giữ gìn sức khỏe vẫn có nhiều cơ hội cho bạn phía trước. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay đá tự nhiên có tác dụng cải thiện vận khí, tăng sự may mắn, tài lộc cho thân chủ. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình để cuộc sống được thuận lợi, công việc suôn sẻ, sức khỏe dồi dào. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 mệnh hỏa nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ thuộc hành hỏa hoặc mặt Phật đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra quý bạn có thể đeo vòng tay đá phong thủy mang nguồn năng lượng tích cực, tốt cho sức khỏe, tinh thần của thần chủ, đồng thời mang tới vận may về tiền bạc, các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nên chọn các loại vòng tay đá màu đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa. Đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành mộc. Đây là màu tương sinh với bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!